Bạn em và chồng cô ấy đã ở riêng. Bạn em và chồng cô ấy, à tức là bạn em và chồng của cô, của bạn em. Nhưng lễ Tết thì về nhà chồng, nhà cô ấy cũng gần đấy, nhưng cô ấy thường xuyên bị nhà chồng bắt nạt. Nhiều khi bị oan hoặc bị mắng vô lý, nhưng cả nhà chồng đều súng lại mắng. Chị chồng còn chửi tục, mẹ chồng thì đổ lỗi cô ấy làm chị em chồng xào xáo. Ba chồng cũng nói không hài lòng dù không phải lỗi cô ấy. Còn chồng thì chỉ biết kêu cô ấy nhịn. Em thấy cô ấy bị áp lực quá, anh có thể cho lời khuyên không? Em ơi, thứ nhất là cái chuyện này em có thể chưa nắm được thông tin chính xác đâu. Tại vì em bị qua trung gian. Trung gian là sao? Là cô ta. Bản thân bạn có thể chưa nhìn được tất cả những cái điều nên nhìn thấy nữa kìa. Bản thân bạn có thể bị oan nhưng mà cũng không có oan như bạn nghĩ. Tức là bạn cũng có thể có những cái hành động mà làm cho người khác cảm giác tức giận và bị tổn thương mà bạn không biết. Để dẫn tới cái cốt cục. Bạn có thể bị oan, yes, anh vẫn thừa nhận có những cái tình huống người ta hiểu lầm. Nhưng mà nhiều khi cái bị oan nó không gây ra chuyện, mà là cái cách hành xử khi bị oan nó gây ra chuyện. Và nếu như mà chị dến vô mà tả lại như vậy, rồi em viết ra như vậy á, mà nếu anh đọc và anh coi cái đó là đúng á, thì lúc đó cái tư vấn của anh nó sẽ không có giá trị. Anh buộc phải có cái sự điều chỉnh ở đây một chút xíu. Là anh nghĩ là việc nó không hoàn toàn y chang em tả, tuy là em tả cái thực tế em biết. Tuy nhiên cái em tả thật như cái em biết nó có thể không chính xác với cái đúng cái nghĩa gọi là sự thật. Là tại vì cái em biết nó không đúng với sự thật chứ không phải em nói dối, hiểu không? Ý anh nói vậy á, tức là cái em biết nó không đúng với cái sự thật vậy thôi. Ok. Thế thì ở đây nè. Ở đây cái chuyện cơ bản á, là bạn bạn em là có gia đình và ở riêng nhưng mà hay về nhà chồng gần. Và sau đó có những cái xích mích với gia đình chồng. Không biết xích mích nguyên nhân từ đâu chuyện gì xảy ra nhưng mà gia đình chồng rất không ưa cái người bạn này của em. Nói cái cách tả là mình nói đơn giản là vậy. Thế thì chắc chắn là bạn em cũng có những cái gây tổn thương cho người ta, chứ không tự nhiên không ai ghét mình chứ, cũng phải có lý do. Có thể là bạn ấy không nhận ra qua những cái cách hành xử, những cái thái độ, những cái hành động bạn tạo ra cho người ta cái cảm giác, để người ta dẫn tới cái cảm giác và cái hành động là đối kháng, coi mạt sát, chửi tục hay gì đó. Tại anh không nói những cái người kia là đúng nha, nhưng mà anh nói ở đây nó có cái sự chiến tranh đâm qua đâm lại mà mình chỉ nghĩ là nó đâm mình không biết là mình đâm người ta đó. Nhưng mà ở đây có thể nói bạn em có một sức ảnh hưởng khủng khiếp với gia đình chồng á. Bạn em có thể tạo ra chiến tranh thế giới lần thứ ba đối với gia đình chồng. Em phải nói là điều đầu tiên là chúc mừng mày, là mày có sức ảnh hưởng rất lớn với gia đình chồng. Mày có thể làm cho gia đình chồng xào xáo lên. Khả năng ảnh hưởng của mày cao. Nhưng mà ảnh hưởng toàn điều tiêu cực không? Ok, bây giờ vậy đi. Chồng thì chỉ biết kêu cô ấy nhịn. Em thấy bạn bị áp lực quá. Đây, đây là những cái hành xử trong cuộc sống mà phải có kinh nghiệm. Thứ nhất á, là bạn em phải thay đổi bản thân cái đã. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Mình nên điều chỉnh mình trước. Who you are decides what you have. À, thấy không, chơi, chơi tiếng nôm, tiếng trò sổ nho nè, Việt nè, Anh nè, ok, họ biết đứt được mấy thứ tiếng đó, chơi hết rồi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Ok. Who you are decides what you have. Mình là ai quyết định cái mình có. Lỗi mình thì lỗi người ta như cái kim trong túi thì mình nhìn thấy, nhưng lỗi mình thì như cái gai trong mắt thì mình lại không nhận ra. Tu thân tề gia trị quốc bình, quay chỗ nào quay tới quay lui đều phải coi lại bản thân và phải thay đổi bản thân mình trước. Là cái đầu tiên, hơi khó nghe, hơi khó đón nhận nhưng mà nó là đúng. Mà cái này không phải anh chế ra, anh không nghĩ nổi ra tới đó đâu. Đây là triết lý, đây là những cái người ta đã nhận ra trong cuộc sống này. Những nhà hiền triết, những người sống lâu, đúc kết nhiều, những người có cái nhìn rất là hay, họ nhận ra và đã thực hiện, và nó đã là cái đang làm như vậy trong cuộc sống, đó là đúng đó. Thì đầu tiên là phải thay đổi bản thân mình cái đã. Đọc cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm của ông Dale Carnegie đi, kêu bạn em mua cái cuốn đó tặng cho bạn em cái đã, để thay đổi mình trước. Và khi mình thay đổi cái mình trước rồi thì nó sẽ hay, thì những cái việc xung quanh mình nó sẽ thay đổi. If you want things to change, nếu mình muốn những cái việc xung quanh mình nó tốt đẹp hơn á, you have to change. Cái câu đó là cái câu thứ hai, nó đi em thấy ý nó giống như câu thứ nhất. If you want things to change, nếu bạn muốn những cái thứ xung quanh bạn nó thay đổi tốt đẹp hơn thì you have to change, mình phải thay đổi trước, mình phải tốt đẹp hơn. Và thấy không, mình là ai quyết định cái mình có. Who you are decides what you have. Đó là bây giờ cái đầu tiên anh khuyên em, nói với bạn em là thay đổi bản thân mình trước. Mua cuốn sách Đắc Nhân Tâm về đọc đi cái đã. Đó là cái thứ nhất em. Cái thứ hai á, là nếu như mình có xung khắc với những cái người đó thì cái cách tốt nhất để hòa bình theo các bạn là làm gì? Nếu mà mình với thằng cha hàng xóm mà cứ bị xung khắc hoài thì làm gì? Nếu bị xung khắc hoài thì làm gì?
tách ra, chứ đừng qua đâm nó, em qua em đâm nó đâm lại. Mình không muốn chiến tranh thì mình tách ra, đó là cái cách tốt nhất. Ở đây có nhiều bạn nói là em muốn học tất cả các khóa online. Ok, các bạn nào quan tâm tới những cái lớp học viết tắt chữ người phụ nữ quyến rũ, mai mốt in áo thun á, viết tắt chữ đó, người phụ nữ quyến rũ, chân dung người phụ nữ quyến rũ lên áo, đang kiếm cái chỗ in áo, in áo bán cho fan kiếm chút tiền mua sữa con bú. Con lớn rồi, 10 tuổi, mười mấy tuổi, thằng trai lớn hai mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn còn cần sữa. Ok, in cho các bạn cái chữ đó, mình thích cái chữ đó, viết chân dung người phụ nữ quyến rũ, in lên cái áo cho các bạn. Đại loại vậy. Đang kiếm cái đó. Ok. Rồi tách ra. Bây giờ may mắn là được ở riêng rồi, do đó bây giờ vậy nè, hạn chế qua nhưng đừng có trốn, trốn bị chửi. À, vẫn qua, qua thì tìm cách bình an, tìm cái chỗ nào đó bình an, ngồi chỗ đừng phát biểu, đừng nói gì nhiều hết. Đừng có những cái phản ứng tiêu cực. Người ta nói sao người ta nói, mình nói ok chấp nhận, mình tìm cái sự bình an trong đó. Mình không cãi không có nghĩa là mình thua. Mình không cãi nghĩa mình thua. Mình thua khi nào mình nóng, khi nào mình bị người ta kiểm soát, người ta làm cho mình tức giận, người ta làm cho mình đau khổ, lúc đó mình thua. Và mình không phải thua họ đâu, mình thua bản thân mình á, mình thua bản thân mình đó. Tức là mình không kiểm soát được mình thua, mình để cho người khác kiểm soát mình, lúc đó là mình thua. Và mình không thua bỏ đâu, mình thua bản thân mình đó. Mình không kiểm soát được mình, hiểu không? Do đó là nên tách ra, nếu như phải tương tác thì cố gắng giảm những cái tương tác, chỉ có những cái tương tác tích cực mà thôi. Giả sử như có những điều tốt đẹp gì đó có thể nói, có thể tham gia, những cái điều gì đó không tốt đẹp, những cái sự trách móc im lặng lùi lại. Điều đó không có nghĩa là mình tệ, nhưng mà bạn sẽ thấy là mọi việc nó sẽ tốt dần lên. Cái đó là cả một cái gốc con người, cả một cái gốc con người. Đi đọc cuốn sách đó đi, rồi sẽ thấy ra những cái cần làm. Khi bạn thay đổi thái độ, mọi thứ xung quanh bạn nó sẽ tốt đẹp. Và điều này là mình đã từng trải nghiệm, mình đã từng trải nghiệm chính xác luôn. Bạn muốn mọi thứ thay đổi, bạn phải thay đổi. Ngày hôm nay những cái việc xảy ra với mình nó đều có lý do. Tại sao người ta tức mình, nó đều có lý do. Do đó là nói cái này nghe thì các bạn có thể nghĩ là hơi buồn. Mình không muốn làm các bạn cảm giác bị buồn, nhưng mà cái này có thể là cái để bạn nhận ra được tại sao á, là những cái nó xảy ra với mình nó đều có một cái lý do gì đó hết. Đặc biệt cái này không phải là cái tai nạn nha. Nếu như giả sử bạn không may chuyện gì đó xảy ra, bạn nói là tướng anh nói gì ác quá, em đi đâu muốn đâu cây thì nó đổ rầm cái làm chết cái làm trầy cái móng chân của em. Anh nói vậy không có đúng, em đâu có làm gì đâu mà cây đổ trước mặt em làm trầy cái móng chân. Ok thôi tạm rồi, anh không nói cái ý đó. Anh chỉ nói đây là những cái ứng xử của người khác với mình nó đều có lý do. Và nếu như mình dùng cái chữ xứng đáng thì nghe nó có vẻ đau đớn, nhưng mà khi mà mình đã nói là có lý do thì nó có nghĩa là nó xứng đáng. Bạn gặp những ai, bạn làm những gì, người ta đối xử bạn, bạn được cái gì, nó đều có lý do và nó xứng đáng, nó là vậy. Nhưng mà cái hay chỗ này nè, mình có thể thay đổi nó. Và cái cách mình thay đổi những điều xảy ra với mình là mình thay đổi bản thân mình, nó quan trọng. Đưa một cái ví dụ nữa nè, ông Jim Rohn có cái câu rất hay mà mình vẫn nhớ nằm lòng, câu này câu hay lắm. Gió khi nó thổi lên nó không có chừa ai hết trơn. Bạn tưởng tượng đi, bạn đứng kế bên cái thằng bạn đối khố, đứng kế bên gió thổi, nó thổi mày không thổi tao, tao đứng kế bên gió thổi mày, mày bị gió thổi tao đứng kế bên không gió thổi, nào gió nó thổi, nó thổi hết, ai cũng bị gió thổi hết trơn. Ok, gió thổi, gió kinh tế nó thổi là nguyên một cái nền kinh tế bị ok rồi, hạn hán hay gì nó làm cả một vùng. Ok, chuyện gì nó xảy ra nó cũng vậy hết. Cái người đổ thừa tại kinh tế thất thoát là công an việc làm khó khăn, bộ bộ này vậy, bộ kia vậy, đường xá không tốt, ai cũng phàn nàn. Nhưng mà bạn thấy không, gió nó thổi nhưng mà có những người được kết quả, những người không, nó có lý do. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chúng ta cứ phàn nàn đổ thừa cho gió, bạn thấy nó không được. Và cái sự khác biệt chỗ này, gió thổi không quyết định điểm đến của con thuyền của bạn, gió thổi nó không quyết định, mà là cái cách mình xếp những cái cánh buồm á, nó sẽ quyết định cái điểm đến con thuyền của bạn. Do đó là nó không phải là đổ thừa cho yếu tố bên ngoài, mà là bản thân, cái cách bạn xếp cái buồm như thế nào. Đó là một câu nữa để cho bạn thấy là nó vào mình hết. Do đó là trả lời cho cái câu của em rất là khó. Tuy nhiên cái cách trả lời anh đưa cho em một cái hướng, và bạn của em hy vọng là bạn của em hiểu cái chỗ này, nó chính là nguồn gốc của cái cuộc sống tốt đẹp, của cái hạnh phúc, chứ không phải là mình lý luận với họ, mình cãi họ như thế nào. Đó chính là cái mà sau này em có thể giải quyết được cả ở chỗ làm, trong những cái quan hệ sau này, tất cả mọi thứ. Ok, đọc cái cuốn sách của ông Dale Carnegie, cuốn Đắc Nhân Tâm đó. How to Win Friends and Influence People, cuốn này lâu lắm rồi. Hay lắm. Ok.
Hành xử vô tâm khi anh đã cam kết ạ, mở ngoặc không bao giờ nhắn hay gọi trước hay hỏi thăm anh, đóng ngoặc, khiến anh tụt cảm xúc yêu, im lặng tách ra một tuần, sau đó chủ động tìm lại, nhưng độ quan tâm giảm rất nhiều. Vậy em cần dặn nhắc sao để ảnh nồng nàn muốn cưới em như trước? Trời ơi, tại sao em cứ tụi em cứ vậy không nhỉ? Tại sao lại hành xử vô tâm khi ảnh đã cam kết? Mà hay quá, em vô tâm sao ảnh đi tới cam kết được? Anh có cảm giác rằng anh ta đeo đuổi em một cách mạnh mẽ chứ chưa cam kết, và em nghĩ đó là cam kết. Em ơi, cảm kết là một cái cảm giác nó khá tròn á, cảm giác full love, nó là một cảm giác nó khá tròn của cái người đó cho mình. Ở đây đến từ những hành xử vô tâm sao ra cảm giác tròn vậy được. Mà đọc vậy nè, anh ta đã fall love, hành động của em nè, em tả nó chỗ này, nó mâu thuẫn chỗ này, cái bản dục bên kia. Ok, cái hành xử của em á nha, nó đi theo cái hướng vậy nè, tức là hành xử kém á, thật giảng khó, thật dễ hơi mệt. Cái hành xử của em nó nằm ở cái mức thấp nè, tức là làm tổn thương, vô tâm, không quan tâm này nọ. Đến nhớ là mình không chủ động không có nghĩa là mình không có những hành xử đúng. Em làm tổn thương, vô tâm này nọ, lung tung lang thang, tự nhiên anh ta fall in love, tự nhiên fall in love xong cái đọc cái học chiêu vô lý nè, anh ta fall in love xong em vẫn tiếp tục vô tâm thì anh ta tục cảm giác. Ủa khó hiểu vậy, nhờ em vô tâm mà anh ta phô lên rồi tiếp tục vô tâm thì anh ta tục cảm giác. Em thấy nó có một cái gì đó không ổn trong cái phần lý luận không? Đương nhiên anh hiểu cái ý của em nói ở đây, tức là anh ta đeo đuổi em và anh ta có thể là tới cái mức cam kết, yes, cái điều đó vẫn có thể. Nhưng mà ở đây nè, thôi bây giờ thì đi vô cái phần quan trọng đi. Em hành xử vô tâm khi anh ta đã cam kết và em làm cho anh ta tục cảm giác yêu, sau đó anh ta tách ra một tuần, anh ta im lặng, cảm giác yêu tục nhiều lắm, em tả đánh giá lại bị nhảy đi. Vậy em cần dẫn dắt sao để ảnh nồng nàn muốn cưới em như trước? Trời ơi. Thôi bây giờ vậy đi, không biết nó còn bao nhiêu đó. Em đừng vô tâm, em nên công nhận. Em học cái lớp đường đến trái tim chàng đi, này, trong cái lớp đó có hướng dẫn đó. Mà cái lớp đường đến trái tim chàng nó vào ngày thứ bảy, mỗi lần nói phải nhớ phải lật lịch rồi. Vào tháng 6 này, tự nhiên nó đau đau chỗ này đó. Dạo này nó bị đau đau, tự nhiên nó đau đây nè, cái cơ ở đây nó nhói 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 lên, họ tim tim nằm đây đau đau, nó nhói nhói kỳ kỳ, tôi tim bị kỳ kỳ. Ok, già nó bắt đầu nó nhiều cái nó khó hiểu. Ok, về Việt Nam ngày 14 15 ra quán cà phê, tới ngày 21 là tới ngày 22 là thứ bảy, 22 tháng 6 có lớp đường đến trái tim chàng ở Sài Gòn á, 23 là hôn nhân hạnh phúc và true love, nguyên ngày cho mỗi lớp đó là nguyên ngày đó. Rồi sau đó tiền hôn nhân á là ngày 30 tháng 6, rồi sau đó bút kem tìm lại cảm xúc ngày 4 5 6 7 tháng 7 đúng không? Rồi đó, đi học cái lớp đó đi, nhói 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 để đâu. Ok, thì lúc đó em sẽ biết những cái hành xử nào để anh ta có thể theo đuổi lại. Tuy nhiên cái đó không có còn nằm trong tay mình nhiều nữa đâu nhé, tại vì khi tụt cảm giác rồi nó còn phụ thuộc vào cái còn bao nhiêu, nó tụt bao nhiêu và nó còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà ngay lập tức bỏ cái vô tâm đó đi, công nhận những cái anh ta làm thể hiện là mình vui khi anh ta tiếp cận mình, vui khi anh ta có tình cảm với mình, đó là cái nên làm đó. Tự nhiên đập đá rồi quay lại, anh Tuấn ơi giờ sao nói lại, đập chi cho nó bể ra. Làm gì để chữa bệnh lười? Hay á, câu này hay á. Làm gì để chữa bệnh lười? À, để trả lời câu này sao ta? Bạn gọi lười là cái bệnh á. Đi ra nhà thuốc Tây, đi ra nhà thuốc Tây à, hỏi anh cha thuốc Tây, cha dược sĩ à, sẵn ở đây trong nhóm apprentice của mình có hai người là huấn luyện ở các công ty dược à, một người là giảng viên dược, một dược sĩ ở Hoa Kỳ, một bác sĩ nói về thuốc cái bệnh, một bác sĩ ở Việt Nam nội nội khoa. Em có thể xuống gặp bác sĩ Phạm Thảo ở Việt Nam ở Dạch Xin đường Trung Định số mấy quên, 18 gì. Lên nó hỏi bác sĩ ơi em bị bệnh lười, bác sĩ có thuốc nào cho em không? Cậu ấy chạy qua cái bạn dược sĩ của mình bên Hoa Kỳ, nếu mà em sống ở Hoa Kỳ mà chị ơi có cái thuốc nào chữa bệnh lười không? Người ta cho em thuốc uống vô hết lười. Em ơi đây nè,
cái người mà bị bệnh lười á, cái căn cơ á, là họ không có được cái ý nghĩa và họ không biết được cái mục đích của cuộc sống. Tại sao lười? Là tại vì cuộc sống của họ không có một cái nguyên nhân để sống. Hiểu cái chữ nguyên nhân để sống không? Nó có một cái mục tiêu gì á, biết sống để làm gì. Cái người đó bị thiếu cái phần đó ở trong cái cuộc sống của họ. Và chính vì họ thiếu cái phần đó đó, cho nên họ không biết nên làm gì, họ không có cái khái niệm là nên làm một cái gì đó. Họ không có được cái ý nghĩa, họ không cảm nhận được cái phần đó. Và chính vì họ không có mục tiêu, họ không có cái ý nghĩa, họ không có một cái gì để đạt được, họ không có mục tiêu. Cho nên trong người họ không có những cái gọi là cái niềm hạnh phúc nho nhỏ, những cái dopamine nó tạo ra cảm giác sung sướng, cảm giác hạnh phúc. Cho nên họ lười. Họ họ là những cái người mà dạng như là ăn qua ngày, sống qua giờ, chờ qua đời. Cái dạng người mà sống như tới 18 tuổi á, rồi chờ tới ngày đi chôn. Hiểu không? Tức là chết từ cái năm mà 18 tuổi, sinh ra lớn lên ăn học tới đó rồi, chết rồi rồi. Nhưng mà chờ tới năm bảy mấy tuổi đem đi chôn. Anh nói cái này không có trù ẹo, anh không có nói nặng, đừng hiểu tao nghĩa nặng. Anh chỉ muốn nói đó, chúng ta không không có ý nghĩa. Sống giống như là bây giờ mình hỏi bạn nha, bạn có muốn là bạn sinh ra trên trái đất này và cái lúc bạn sinh ra tới lúc bạn ra đi mà không ai biết được đến sự tồn tại của bạn không? Nếu như mà bạn ra đi mà không ai biết đến cái sự tồn tại của bạn thì cái sự hiện hữu của bạn thế giới này nó hoàn toàn không có ý nghĩa, nó không có chất của sự hiện hữu đó. Bạn đến bạn đi chẳng ai biết, chẳng ai khe, chẳng quan tâm, mà chết cả mày, mày tới cả mày, tao không có tạo ra cái gì hết. Bạn muốn là bạn tới cái trái đất này khi bạn ra đi nó có một cái gì đó, ít nhiều nó cũng phải có cái gì đó tốt đẹp để lại, để người ta còn còn đóng được, nhận một cái gì đó đóng góp vào cái cuộc sống ở trên cái trái đất này cho mình và cho người khác đó. Còn cái bệnh lười á, là cái dạng á mà họ tới cái trái đất này họ đi ăn qua ngày, sống qua giờ, chờ qua đời. Cái chữ lười đó anh thấy nó bao gồm cái nghĩa chờ qua đời, ăn qua ngày, sống qua giờ, chờ qua đời đó, cái chữ lười. Thế vậy thì làm sao chữa? Tìm cho mình cái ý nghĩa đi, đặt cái câu hỏi lớn lên, who am I, mình là ai, mình là ai cái đã nha. Và mình là ai này không phải là cái dạng là à tôi là tôi tên là Thu, tôi tên là Xuân, tôi tên là Hạ, tôi tên là Đông, không phải. Mình là ai là cái phần bên trong, chứ không phải là à tôi là một người thợ cắt tóc, tôi là người kế toán, tôi là người chủ doanh nghiệp. No. Who you are, mình là ai, mình là ai. Nó là câu hỏi rất là lớn. Okay. Nó về cái ý nghĩa đó. Who you are nè. What là who you are này nha. What you do, tức là mình làm gì trên cái trái đất này, mình sinh ra để làm gì trên trái đất này, mình từ đâu đến, mình từ đâu đến. Đừng có tả, tao trả lời theo nghĩa đen nha, tức là nói gì tục nha, từ đâu đến, hỏi câu này kỳ quá, trả lời kỳ. Không phải cái nghĩa đó. Từ đâu đến là một cái nghĩa nó trừu tượng triết lý hơn, chứ không phải cái nghĩa từ đâu đến theo cái nghĩa đen. Mình từ đâu đến và mình đi về đâu, đó những cái câu hỏi. Mình là ai, mình sinh ra để làm gì, mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu. Đặt những cái câu hỏi lớn đó đi và tìm câu trả lời, thì lúc đó bạn sẽ tìm được cái ý nghĩa cuộc sống, cái mục tiêu cuộc sống, và rồi bạn sẽ hết lười. Tại sao? Khi bạn có mục tiêu thì mỗi sáng bạn thức dậy bạn cảm giác rất vui, là vì bạn biết và bạn có việc để mà làm, đúng không? Bạn có mục tiêu, bạn tưởng tượng bạn đang có một xây một cái dự án gì đó, hay là bạn đang là một cái việc nhỏ gì đó, bạn đang đúc, bạn đang tạc một cái tượng, bạn đang vẽ một cái tranh, bạn làm một cái gì đó rất là hào hứng. Sáng bạn thức dậy bạn biết chính xác ngày đó bạn muốn làm gì, thì bạn sẽ không có cảm giác lười. Bây giờ nói là còn nếu bạn lười thì thực ra bạn đang lãng phí một kiếp người đó, biết không? Đang lãng phí một cái kiếp người, phí lắm. Được sanh ra là con người nên sống là con người, đừng lười nữa ha. Rồi trả lời vậy thì hy vọng hiểu.